Hello, chào mừng quý anh chị cùng quay trở lại với kênh Ichimoku Club cùng đến với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Sơn Thủy. Chúc quý chị anh mình có một buổi chiều tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc bên gia đình. Và cũng như thông qua video nhận định thị trường của em thì anh chị em mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường, có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư với thị trường chứng khoán trong những ngày sắp tới anh chị nhé. Và anh chị mình ờ uh, tham gia xem video của em. À, nếu mà thấy video của em thủy hữu ích thì đừng quên comment những trái tim màu tím ở phần bình luận. Quý anh chị mình à, ủng hộ em Xuân Thủy thì à, hãy cùng về với đội của em Xuân Thủy và à, cùng à, tham gia à, với thị trường chứng khoán. Đó, chúng ta cùng kiếm tiền, cùng à, à, đi đến những cái chiến lược phù hợp từ T cộng trung hạn và dài hạn thì quý quý anh chị em mình có thể là mở mới một tài khoản SSI thông qua cách hướng dẫn của em Xuân Thủy là quý anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình đó thì từ đó là em Xuân Thủy sẽ hướng dẫn quý anh chị mình mở mới một tài khoản SSI OK và không để quý anh chị mình chờ lâu nữa sau đây là tổng quan về thị trường ngày hôm nay sau phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024 kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay hiện tại là phiên thứ hai của tuần mới cũng là phiên thứ hai của tháng mới anh chị. thì điểm số của vn index hiện tại đang là một hai thì tăng được 3,52 điểm tương ứng với 0,28%. hai mốc thanh khoản mà thị trường ngày hôm nay đạt được là hơn hai mươi ba tỷ cụ thể là 23.736,95 tỷ một đó, mốc thanh khoản cũng tương đối là À, tích cực so với phiên ngày hôm nay. Nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài thì ngày hôm nay à, họ tiếp tục vẫn có cái xu hướng đó là bán dòng và tỷ trọng à, lên tới là 134,39 tỷ. Nhìn về điểm số của cả ba sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện tại thì với điểm số bên nhóm phái sinh là 1295 thì cũng đang tăng được là 3,5 điểm tương ứng với 0,27%. Bên nhóm VN30 với điểm số 1300,99 thì cũng đang tăng được là 3,21 điểm tương ứng với 0,25%. Và bên nhóm cơ sở thì điểm số của VNX đang là 1.283,52 thì cũng đang tăng được là 3,52 điểm tương ứng với 0,28%. Nhìn về chiều biến động của thị trường à, sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhìn lên bản đồ nhật quý anh chị mình à, có thể dễ dàng nhận ra rằng là cái màu xanh vẫn là cái sắc màu chiếm chủ đạo ở trên màn hình tuy nhiên bên nhóm tài chính anh chị thì cái sắc màu xanh nó lại ít hơn những cái xóm những cái nhóm màu vàng màu cam chứng tỏ rằng cái nhóm tài chính à, trong đó là cái nhóm banh anh chị và à, một và vài mã chứng khoán nữa thì trong phiên ngày hôm nay à, dường như là một có một cái sự điều chỉnh nhẹ nó sau một cái phiên là tích cực ngày hôm qua thì hiện tại trên thị trường đang có 202 mã tăng, 224 mã giảm và 74 mã mốc tham chiếu tác động đến cái sự tích cực của thị trường trong ngày hôm nay thì đến từ những mã như là FPT, Vietcombank, SAB, Thép Hòa Phát, BID, Techcombank, Pao và CTG. Đó, thì tác động đến cái sự tích cực này vẫn đa phần là đến từ nhóm banh. Cụ thể đó là mã banh đầu ngành là Vietcombank. Bên cạnh đó còn đến từ nhóm bán lẻ đó là FPT. Đó. Và trong chiều ngược lại đó chúng ta nói đến cái trong chiều rung à, lắc và à, có lúc ở trong phiên mà thị trường có cái sự à, giảm điểm à, gần về cái mốc à, lớp gap nhưng tuy nhiên với cái sự tác động tích cực thì vẫn chưa về lớp hết gap ngày hôm nay thì cái sự tác động à, ngược lại đó đến từ những cái mã như là acb, vpbank, bcm, hag, dgc, mbbank, ab và vre tuy nhiên là cái sự tác động này nó không mạnh cho nên là thị trường ngày hôm nay kết thúc phiên vẫn là giữ được sắc xanh nha anh chị nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài thì ngày hôm nay với một cái phiên đó là bán dòng với tỷ trọng thấp hơn ngày hôm qua rồi đâu đó là hơn 130 tỷ thì nói về cái chiều bán dòng thì nhà đầu tư nước ngoài họ tập trung ngày hôm nay bán mạnh ở những cái mã như là Mvkg, vnd, vinhome, chứng chỉ quỹ và vpbank, gách rồi pvd ở trong chiều họ mua vào thì cái tỷ trọng mua vào tập trung mạnh nhất đó là FPT, thép hòa sen, thép nam kim, bao, thép hòa phát, EVF, MB Bank, CTG, SAB và bên cạnh đó còn rất nhiều những cái mã nữa. Tuy nhiên cái tỷ trọng bán ra nhiều hơn. Chính vì vậy mà kết thúc phiên thì cái tỷ trọng bán dòng đang lên tới là hơn 134 tỷ anh chị. Nhìn về chiều biến động của những mã cổ phiếu mà ngày hôm nay đạt được tổng khối lượng giao dịch lớn nhất thì đứng đầu đó là thép Hòa Phát với tổng khối lượng giao dịch là hơn 39 triệu 600 nghìn cổ thì thép Hòa Phát đang tăng được là 1,03%. Tiếp theo đó là Pao với tổng khối lượng giao dịch là hơn 35 triệu 900 nghìn cổ thì Pao kết thúc phiên ngày hôm nay là tăng được là 4,09%. Tiếp theo nữa là thép Hoa Sen với tổng khối lượng giao dịch là hơn 31 triệu 500 nghìn cổ thì thép Hoa Sen vẫn đang tăng được là 3,58%. Tiếp theo là HAG với tổng khối lượng giao dịch là hơn 21 triệu 600 nghìn cổ thì TPG đang bị giảm 4%. Tiếp theo nữa là STB với tổng khối lượng giao dịch là hơn 20 triệu 200 nghìn cổ thì STB à, đang tăng được là 0,67%. Thì đó là những cái mã cổ phiếu mà kết thúc phiên đạt tổng khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường bao gồm có 5 mã cổ phiếu thì chỉ có duy nhất là HAG bị à, là đang bị giảm thôi. Còn lại những bốn cái mã cổ phiếu còn lại là từ HPG, Pao, Thép Hoa Sen và STB là đang tăng xanh anh chị nhé Ok. và tiếp theo kính mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về thị trường cụ thể là với điểm số của VN Index và trong khung đồ thị daily. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật khung đồ thị Ichimoku của em Xuân Thuy Thì với điểm số hiện tại đang là 1283,52 thì VN Index ngày hôm nay tiếp tục có một cái phiên nữa đó là À, tăng điểm so với phiên ngày hôm qua. Đó, thì cũng như là cái góc view của em Xuân Thủy đó là gì? Là khi thị trường à, cụ thể là điểm số của index à, tiếp cận về cái vùng là 1289 thì chắc chắn rằng ở cái vùng này anh chị nó sẽ xảy ra cái sự rung lắc. Và ngày hôm nay phiên ngày hôm nay nó đã chứng minh cái điều đó. đó. khi điểm số của index là trở lên vùng 1289 thì ở cái vùng này anh chị là một cái lực bán nó đã à À, lực uh, bán và cũng như là các cái lệnh chốt lãi của các nhà đầu tư trên thị, trên thị trường nó đã uh, tác động đến cái điểm số của index chính vì vậy mà uh, chạm đến cái ngưỡng là 1289 là lập tức vn index đã có sự quay trở lại đó, và cái mốc thấp nhất ngày hôm nay uh, vn index uh, chạm về đó là 1282 trừ lớp hết gáp anh chị nó và ở cái mốc 1282 này thì cái lực cầu nó cũng đã xuất hiện và đẩy cái điểm số index lên uh, đến uh, kết thúc phiên là 1.283,52 Thì với cái trạng thái hiện tại như vậy thì hiện tại thì thị trường nó còn có cái sự tích cực và tăng điểm à, nữa hay không hay là à, tiếp diễn đến những phiên sau là có cái sự à, điều chỉnh thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị H1. Đó. Thì trong cái khung đồ thị H1 nó biểu thị cho 5 cây nến Cụ thể là 5 cây 5 tiếng giao dịch à, của ngày hôm nay. Thì vào cái đầu phiên sáng anh chị khi mà điểm số của index cụ thể là cái cây nến từ 9 giờ trở đi thì điểm số index cao nhất là chạm về cái vùng 1289. Đó thì ở vùng này từ cây nến 10 giờ trở đi là xuất hiện một hiện tượng là, là là quý anh chị nhà đầu tư, các nhà đầu tư trên thị trường là có xu hướng khi mà về cái quãng tiệm cận về cái cái vùng 1289 1090 thì đã có cái xu hướng đó là chốt lãi. Đó, chốt lãi. Cho nên là cái cây nến 10 giờ này nó bắt đầu là xuất hiện cái hiện tượng chốt lãi nó là cây nến đỏ chính vì vậy mà ở à, về cái vùng khi đó mà về cái vùng mà 1284 thì lực cầu ở đây lại tiếp tục quay trở lại cho nên là cây nến sau 11 giờ nó từ 11 giờ sẽ đi anh chị là một cây nến phục hồi sau một cái cây nến 10 giờ là à, bị bán và cái điểm số quay về cái vùng 1 1284 thì vào đầu phiên chiều hôm nay anh chị vừa dưới cái sự à, tác động của áp lực cái hàng T cộng về thì điểm số của index cao nhất là 1288 và thấp nhất là 1282. Đó với dưới cái sự chịu cái sự tác động áp lực của cái hàng T cộng cho nên là cái điểm số quay về cái vùng 1282 và ở 1000 thấp nhất là tám mươi 82 này. Đó thì cái lực cầu nó cũng đã là là nâng đỡ cái điểm số của thị trường cho nên là đóng đến ở cái mốc 1283 hai Thì đó là diễn biến tình hình của cái phiên giao dịch ngày hôm nay qua biểu thị cái khung đồ thị H1. Đó. Thì với trạng thái hiện tại anh chị Ngày hôm nay cái trạng thái khách sạn trong khung đô thị H1 nó mở ra và bắt đầu mở vào cái đầu phiên chiều này mở rộng cho nên là khi cái trạng thái khách sạn này mở rộng ra thì nó đã có một chút tác động đến cái điểm số của Index nó cụ thể là cây nến bắt đầu vào đầu phiên giao dịch chiều nay chính là cây nến 1 giờ Đó, cho đến là là hết uh, cho đến là cái cái cây nến là chuẩn bị à, là hết hết cái cây nến một giờ ấy nhỉ nhé thì tiếp tục sang cái cây nến từ 2 giờ trở đi là cái điểm số của index lại tiếp tục bị kéo về cái vùng 1282 đó thì chứng tỏ đấy là nó cái sự tác động kéo điểm về của cái trạng thái khách sạn này tuy nhiên là chính vì cái cái, cái trạng thái khách sạn hình thái khách sạn nó bị dâng lên cao khi cái điểm số index buổi sáng mà lên được cái vùng 1289 đó cho nên là cái lực hút nó cũng sẽ yếu đi và à, em xuân thủy có nhận định là từ cái phiên sáng đó là khả năng thấp nhất chỉ có về cái vùng 1280 thôi tuy nhiên là để về cái vùng 1282 là đã có lực cầu nâng đỡ cái điểm số thị trường rồi và hiện tại thì cái trạng thái khách sạn Ichimoku vào phiên ngày mai nó khách sạn hút ra xuống nó đã sẽ là kết thúc trong cái phiên sáng ngày mai đó và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị à, 15 phút thì trong khung đồ thị 15 phút đó vào sáng ngày mai anh chị cụ thể là à, vào khoảng thời gian là 10 giờ anh chị thì cái trạng thái khách sạn trong khung đồ thị 15 phút này nó cũng sẽ là xuất hiện và nó cũng sẽ kéo cái điểm số của index lên đó, trước mắt là sẽ lên được cái vùng 1284 và cái đỉnh trên của khách sạn chính là cái vùng 1285,65. Đó. Và trong khung đô thị 15 phút này, trong cái phiên ngày mai, khi mà điểm số index nó đang tiến dần về cái biên mây và sẽ được cái sự hỗ trợ nâng đỡ rất là tốt từ mây đây và cái trạng thái khách sạn Ichimoku nó hút giá lên quanh cái vùng 1285,65 này cũng sẽ là một cái tác động tích cực đến cái điểm số thị trường trong phiên sáng ngày mai anh chị nhé. Đó. Và tiếp theo thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về à, nhóm VN30. Đó. Thì với điểm số hiện tại của nhóm VN30 đang là 1.300,99 thì cũng là một phiên mà à, nhóm VN30 có cái sự tăng điểm. Tuy nhiên là không nhiều nhưng mà vẫn là cái sự tích cực tăng điểm à, so với phiên ngày hôm qua anh chị. Nhóm VN30 lên tới cái điểm số 1.307 thì à, lại tiếp tục gặp một cái áp lực bán cho nên là nó lại bị điều chỉnh xuống về cái vùng thấp cũ nhất của cái phiên ngày hôm nay chính là 1298,6. Đó, và với trạng thái hiện tại trong khung đồ thị daily của VN30 thì hiện tại thì trên đầu của VN30 nó không có vùng cản gì. nó vẫn đang rất là thông thoáng. Và trong phiên ngày mai cái sự tích cực của của nhóm VN30 này nếu được tiếp tục thì khả năng một lần nữa quay trở lại cái mốc cao của ngày hôm nay chính là 1307 thì khả năng VN Index nó sẽ vượt qua và cái mốc tiếp theo chính là 1311. Đó. Và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị H1. Thì trong khung đồ thị H1 đó, vào ngày mai. Đó, hiện tại bây giờ anh chị, hiện tại bây giờ thì nó cũng đang chịu cái áp lực uh, giống như là bên cơ sở, có nghĩa rằng là khi cái đầu phiên chiều này cũng là dưới sự áp lực của hàng ti cộng về, cho nên là cũng điều chỉnh tương đương với các cái mẫu hình giống bên nhóm cơ sở và cái trạng thái khách sạn Ichimoku trong khu đô thị H1 nó khi nó mở rộng ra là nó cũng sẽ là tác động đến cái điểm số của uh, vn30 và ở trong uh, vào sáng ngày mai anh chị thì cái trạng thái khách sạn này nó cũng sẽ là với, với kết thúc phiên ngày hôm nay nó đã hết rồi trong sáng ngày mai là khả năng là nhóm vn30 cũng sẽ trở lại sự tích cực khi cái trạng thái khách sạn hút ra xuống nó đã là hết thì ở trong khung đồ thị 15 phút thì nhóm viên 30 anh chị và cụ thể là bắt đầu từ 10 giờ kém 15 nó một ngày mai thì cái trạng thái khách sạn trong khung đồ thị 15 phút nó cũng đã là sẽ là xuất hiện và với cái điểm số hiện tại là 1300.99 thì cho dù đi ngang thì đến khoảng thời gian là sau 10 giờ thì viên 30 nó cũng sẽ có cái uh, sự tác động của khách sạn hút ra lên quanh cái vùng là 1302,68 và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về à, nhóm phái sinh. Thì nhóm phái sinh ngày hôm nay là à, nhóm à, nó cũng là một cái nhóm tác động đến cái điểm số của VN30 và của nhóm cơ sở. Đó, thì ngày hôm nay khi nhóm phái sinh à, lên à, cái vùng cao nhất là 1302,5 thì ở cái vùng này đó cũng là gặp một cái áp lực chốt lãi. Đó. Cho nên là nó bị quay về cái vùng thấp nhất trong phiên ngày hôm nay chính là cái vùng 1291. Đó, 0, 4. Và ở cái vùng này thì nhóm phái sinh cũng đã xuất hiện lực cầu đẩy cái điểm số của phái sinh đi lên và đóng đến ở mốc là 1295 hiện tại. Và trong khung đồ thị daily thì cái trạng thái khách sạn đó, hút giá lên hay hút giá xuống thì nó đã chưa xuất hiện đối với nhóm phái sinh. Và trong khung đồ thị H1 anh chị. Trong khung đồ thị H1 thì nhóm phái sinh nó cũng tương đồng với nhóm viên 30 và bên nhóm cơ sở. Thì cái trạng thái khách sạn vào cái uh, phiên chiều ngày hôm nay khi nó mở rộng thì nó cũng đã tác động kéo cái điểm số của nhóm phái sinh xuống cái vùng thấp nhất là 1291 và sau đó ở cái vùng này anh chị nó cũng chính là cái vùng mà mà uh, nhóm phái sinh từ cái phiên ngày hôm qua là cũng được cái lực cầu đỡ và chính vì vậy mà nhóm phái sinh nó có cái sự phục hồi và cái điểm số quay trở lại mốc là 1295. Thì vào phiên ngày mai trong khung đồ thị H1 này, cái trạng thái khách sạn y nó À, khi mà nó nó hết rồi đúng không ạ thì đồng nghĩa với việc là với cái sự nâng đỡ ở mấy bên, bên dưới thì nhóm phái sinh nó cũng sẽ có một cái sự hồi phục trở lại tốt hơn và ở trong khung đồ thị 15 phút cũng tương đồng như là nhóm vn30 và bên nhóm cơ sở thì nhóm phái sinh có thể là sau 10 giờ ấy nhé đây là sau 10 giờ nhưng mà bên nhóm cơ sở và vn30 thì cái khách sạn cụ thể là 10 giờ nó đã xuất hiện rồi nhưng mà đây nhóm phái sinh có thể là sau 10 giờ thì cái trạng thái khách sạn Ichimoku nó cũng sẽ là xuất hiện và có thể là tác động cái điểm số của nhóm phái sinh và kéo bị điểm số nhóm phái sinh lên uh, quanh cái vùng 1296 1297 và với cái mẫu hình hiện tại thì trong khung đồ thị 15 phút nhóm phái sinh vào phiên sáng ngày mai khi mà tiệm cận về cái vùng khách sạn uh, hút giá lên thì cũng chính là bên dưới là nó đang được cái vùng mấy rất là dày đang hỗ trợ ở đây như vậy là trong sáng ngày mai thì cả ba sản chứng khoán Việt Nam đều có sự tích cực khi cái trạng thái trong khung đồ thị 5 phút xuất hiện và cũng được là mây rất là dày, nâng đỡ. Trong khung đồ thị 5 phút thì nhóm phái sinh hiện tại vẫn đang có cái sạn hô giá lên. Chính vì vậy anh chị mà vào cái phiên ATC của ngày hôm nay thì điểm số phái sinh nó có một chút là phục hồi là quay về cái mốc là 1295. Thì đó là nó đã kéo về cái vùng khách sạn và bên trên ở khách sạn là một cái là vùng 1295,7, 1296. Tuy nhiên là trong khung đồ thị 5 phút Sáng ngày mai thì nhóm phái sinh phải vượt được cái mốc là 1297 này. Nó chính vì cái mốc 1297 là cái mốc cản giao găm trong khung đồ thị 15 phút của nhóm phái sinh. Thì trên đây vừa rồi là những góc nhìn của em Xuân Thủy về thị trường, cụ thể là về điểm số của uh, VN Index, uh, điểm số của uh, nhóm phái sinh, điểm số số của nhóm cơ sở. Thì qua những góc nhìn, góc phân tích kỹ thuật của em Xuân Thủy, uh, qua những khung đồ thị đa khung thời gian thì sẽ cho quý anh chị mình thêm những góc nhìn về thị trường cụ thể là điểm số của cả ba sản chứng khoán Việt Nam thì từ đó quý anh chị mình có thể là là có thêm những góc nhìn có thêm những chiến lược có thêm những uh, uh, nhận định để đưa ra một uh, phương hướng một chiến lược phù hợp nhất vào những phiên tới cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video nhận định thị trường của em Xuân Thủy uh, em Xuân Thủy cùng với anh em ITV sẽ có liên tục những cái phiên livestream cụ thể vào 8 giờ 45 phút hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu để hỗ trợ trực tiếp quý anh chị mình là tham gia livestream ở trong phiên và cũng như là anh em em sẽ tín hiệu trực tiếp đến quý anh chị khi mà có những cái mã cổ phiếu nó về đúng cái điểm mua phù hợp nhất thì quý anh chị mình cũng có thể là kịp thời nắm bắt những cái mã cổ phiếu đó ngay ở trong phiên và quý anh chị mình quan tâm là có thể về với zoom của em Xuân Thủy bằng cách là quét mã QR trên màn hình thì từ đó quý anh chị mình có thể là về với zoom của em Xuân Thủy để nhận được cái sự hỗ trợ từ ở trong phiên cho đến là sau phiên giao dịch và cũng sẽ em xuân thủy cũng sẽ là cập nhật liên tục những cái tình hình của thị trường qua góc nhìn phân tích kỹ thuật và để từ đến từ những cái mã cổ phiếu tiềm năng nữa để quý anh chị mình có thể nắm bắt một cách sớm nhất khi tham gia với dùng của em xuân thủy cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau